chấn động, giới tử vi tiết lộ cực chuẩn, đúng tháng 5, tháng 6 và tháng 7 năm 2024 âm lịch, tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, ăn ở phúc phần, trời Phật độ mệnh, làm ăn trúng lớn, đổi vận phát tài, tiền vàng nhét chật két, khổ mấy cũng đổi đời giàu sang phú quý. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Tân Dậu sinh 1981 thân mến, trong cuộc sống, ai cũng mong mình gặt hái được nhiều điều tốt đẹp. Nếu như không thể giàu có bằng người khác, thì ít nhất cũng trải qua một cuộc sống an nhàn, bình yên bên những người mình thương yêu. Để có được những điều này, mỗi người đều phải nỗ lực không ngừng để thay đổi bản thân từng ngày. Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra là được tận hưởng nhiều may mắn. Có những người trước khi đến với thành công, phải trải qua nhiều khó khăn vất vả. Họ chỉ dám trông mong mỗi ngày mình sẽ thay đổi, không nghĩ đến những tháng ngày tới mọi thứ sẽ như thế nào. Theo thông tin mới nhất từ giới tử vi học luận giải, đúng trong 3 tháng tới đây, tuổi Tân Dậu sinh 1981 sẽ công thành danh toại, cuộc sống được nâng lên một tầm cao mới, không những có thể tạo dựng sự nghiệp vững chắc, ổn định, mà còn có thể tạo dựng được gia đình ấm no, sung túc. Sau tất cả, từ trung vận trở đi con giáp này có trong tay tất cả, chỉ việc an nhàn, hưởng thụ cuộc sống viên mãn. Vậy, để biết được vận trình cụ thể, chi tiết trong tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch của tuổi Tân Dậu diễn biến ra sao, thì xin mời quý khán giả cùng theo dõi video ngay sau đây. Đầu tiên, đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời của người tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, nam nữ mạng. Tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, mạng mộc, thạch liệu mộc, gỗ cây liệu đá, khắc bích thượng thổ, con nhà thanh đế, cô quạnh, xương con gà, tướng tinh con chó, cuộc đời được ông quan đế độ mạng. Tân Dậu có nhiều ước mơ hoài bão cao cả, họ luôn cố gắng phấn đấu nỗ lực để đạt được quyền lực, địa vị vững chắc trong cuộc sống. Họ nổi tiếng là người sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng, bởi vậy mà Tân Dậu được nhiều người ngưỡng mộ kính nể. Tân Dậu khi làm việc rất chăm chỉ và cẩn thận, họ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, vị trí khác nhau và luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Họ thường là người có tầm quan trọng ảnh hưởng lớn đối với đám đông và cộng đồng. Mọi lời nói hành động của họ đều được người khác tán thưởng và hưởng ứng. Tân Dậu là người khá quan trọng vẻ bề ngoài. Họ dành nhiều thời gian để chăm chút cho bản thân. Người này rất tự hào về cuộc sống gia đình hòa thuận của mình. Bởi vậy sau những giờ làm việc căng thẳng và mệt mỏi, thì Tân Dậu sẽ trở về với mái ấm yêu thương ở bên cạnh người thân của mình. Họ dũng cảm bảo vệ người yếu đuối, sẵn sàng tranh luận mọi lúc mọi nơi. Tuổi Tân Dậu tự tin cho rằng mình là một người hoàn hảo, luôn dẫn đầu mọi người. Nếu có ai đó có ý kiến chê bai, họ sẽ tìm cách để giải thích và phủ nhận điều đó. Tân Dậu rất hài hước và năng động, hoạt bát trước đám đông. Họ có thể nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển và khiến cho mọi người phì cười với những câu chuyện của mình. Cũng có một số Tân Dậu ít nói, họ có con mắt tinh tế, thích quan sát, phân tích hơn là giao tiếp với mọi người. Tân Dậu dễ nhìn thấy những sai lầm, khuyết điểm của người khác, nhưng họ lại ít thừa nhận những thiếu sót của mình. Họ đề cao giá trị của bản thân và hài lòng với những lời tán dương, khen thưởng. Cũng bởi tính cách này mà đôi khi Tân Dậu bị kẻ xấu tung hô, lợi dụng hãm hại, mà không hay biết khi làm việc người thường đi theo những khuôn mẫu quen thuộc, ít sáng tạo. Chính vì thế trong nhiều tình huống bất ngờ họ lại khá lúng túng và thiếu quyết đoán. Nam giới Tân Dậu có vẻ ngoài, hào hoa và phong nhã, thu hút được sự chú ý của nhiều cô nàng. Họ là người rất mạnh mẽ, sống có mục tiêu rõ ràng và luôn cố gắng hoàn thành giấc mơ, tiền bạc, địa vị của mình. Xem luận giải tử vi Tân Dậu vào 3 tháng giữa năm Giáp Thìn 2024, thì Tân Dậu gặp Giáp Thìn chủ về bình hòa. Báo hiệu tử vi năm 2024 Tân Dậu không có nhiều biến động thăng trầm, công việc làm ăn khá suôn sẻ, có quý nhân phù trợ, không gặp trở lực nào quá lớn và bắt đầu bước vào giai đoạn tích lũy, chờ thời bùng nổ. Dưới tác động của kiếp tài và tiểu hao hung tinh chủ về hao tán tiền của, chính vì thế tiền bạc trong năm kiếm được nhiều nhưng cũng tiêu hao lắm, chủ về khó tích lũy. Đây là năm không thích hợp đầu cơ ngắn hạn, cho nên bạn hãy ưu tiên cho chung và dài hạn, lợi nhuận tuy không nhiều nhưng ổn định. Gia đạo hài hòa, ít sóng to gió lớn, có xung đột cũng nhanh chóng được hóa giải, chuyện to hóa nhỏ, nhỏ thì không có, tình cảm lứa đôi được củng cố, có nhân duyên cắt lành. Sức khỏe tốt hơn năm ngoái đôi phần, chỉ cần bạn chú ý vấn đề suy nhược cơ thể và hạn sông nước là được. Sau đây là lá số tử vi Tân Dậu tháng 5, tháng 6 và 7 âm lịch năm 2024, theo các phương diện cuộc sống cụ thể, chi tiết như sau.
Đầu tiên là về mặt sự nghiệp. Tử vi năm 2024 nhận định con đường công danh sự nghiệp của Tân Dậu 3 tháng cuối đầy những trắc trở, khó khăn. Quý mệnh cần xác định rõ mục tiêu của mình và xác định sẵn tinh thần để có động lực vươn lên, không đầu hàng nghịch cảnh. Các mối quan hệ xã giao của quý mệnh cũng không được tốt, khó có thể tìm được người đồng chí hướng với mình, thậm chí chỉ cần có người bày tỏ thiện ý cũng là tốt lắm rồi. Đa số thời gian này sẽ phải tự lực cánh sinh, không có người giúp đỡ. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng tâm lý mệt mỏi, căng thẳng, áp lực, đồng nghiệp cản trở, đối thủ cạnh tranh là nguyên nhân chính, khiến các công việc của quý mệnh khó có thể tiến hành theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, dù có bị quấy rối làm phiền, thì cũng cần nhắc nhở mình bình tĩnh cư xử, chớ nóng nảy kẻo hỏng việc, kẻ xấu cũng sẽ có cái cớ để xen vào, nhân đó hãm hại, hoặc giành mất công lao. Khi được giao cho phụ trách công việc, thì chớ làm với tinh thần đối phó, được chăng hay chớ, vì như vậy thì dễ mắc lỗi sai, ảnh hưởng tới hình ảnh của bản thân và cả tập thể. Khi vấn đề xảy ra, cũng cần dũng cảm đối mặt với sự thật, đừng tìm cách trốn tránh hoặc đổ lỗi cho ai, dù là người đứng ở vị thế lãnh đạo đi nữa thì cũng không được lơ là, bởi nhiều quyết định của quý mệnh có thể ảnh hưởng sống còn tới cả tập thể. Không nên nghe theo lời xúi dục của những kẻ nịnh hót. Khi đứng trước các vấn đề, cần có cái nhìn đa chiều và đúng đắn, đừng nghe theo lời nói một chiều của bất cứ ai. Về mặt tài lộc, tử vi học nhận định tình hình tài chính của Tân Dậu cũng khó có tiến triển được như mong muốn. Ngay từ thời điểm đầu năm, quý mệnh nên xác định cho rõ định hướng của mình, không nên đặt ra những cái đích quá xa vời, vừa khiến bản thân mệt mỏi, lại vừa dễ rơi vào cảnh thua lỗ. Người làm công ăn lương nên chú ý vào nhiệm vụ của mình, chớ lơ là, kẻo kẻ xấu lợi dụng cơ hội để cướp công, khiến công sức lao động bỏ ra đều trở nên uổng phí. Cần chú ý vào công việc, bởi nếu không rất dễ xảy ra lỗi sai, vừa ảnh hưởng đến người khác, lại vừa phải tốn công sức và tiền bạc để sửa chữa. Với người làm ăn, kinh doanh sẽ gặp nhiều bất lợi khi đối thủ đều quá mạnh mẽ, trong khi chính bản thân mình lại chưa tìm được lợi thế để cạnh tranh. Cần phải thật sự bình tĩnh để đánh giá đúng tình hình thực tế cũng như điểm mạnh của bản thân, chớ vội vàng đưa ra các quyết định để rồi vướng phải thua lỗ lớn hơn. Người thiếu kinh nghiệm cần hạn chế dốc hết tài sản của mình để đầu tư vào một lĩnh vực nào đó, vì như vậy khó thu hồi vốn và cũng dễ phải chịu những tổn thất nặng nề. Tốt nhất hãy tiến hành từng bước chậm mà chắc, không nên chạy theo xu thế, cần tích lũy kinh nghiệm dần dần rồi mới có thể làm ăn lớn được. Tuy nhiên, trên thực tế thì trong năm vẫn sẽ có một số thời điểm quý mệnh gặp được nhiều may mắn hơn, quan trọng phải đủ tinh tế để nhận ra đâu là cơ hội mình cần lập tức nắm bắt. Nắm bắt được cơ hội, ắt sẽ cải thiện được tình hình thực tại, thậm chí phát hiện ra được hướng đi mới, khắc phục bế tắc. Về mặt tình cảm, gia đạo, chia buồn với Tân Dậu, vì quý mệnh rất dễ phải đối mặt với những đổ vỡ, tổn thương trong chuyện tình cảm. Thời điểm này, quý mệnh và nửa kia thường xuyên mâu thuẫn, ý kiến với nhau, chỉ một vấn đề nhỏ cũng có thể thổi bùng lên cơn nóng giận của cả hai. Nếu không biết kiềm chế cơn nóng này của mình, thì rất dễ có những lời nói hoặc hành động gây tổn thương đến người thân thiết nhất. Vì thế, khi phải chịu đựng những áp lực cuộc sống, thay bằng việc trút giận lên đầu người ấy, thì nên chia sẻ, tâm sự với đối phương. Hai người thường xuyên trái lòng sẽ ngày càng hiểu và thông cảm cho nhau hơn, tránh được những khúc mắc không đáng có. Với người độc thân, sẽ có cái nhìn khá tiêu cực về chuyện tình cảm, luôn cho rằng việc tìm hiểu người khác là mất thời gian và chưa sẵn sàng để nghĩ về chuyện lập gia đình hoặc đi thêm bước nữa. Chính vì vậy, quý mệnh thường từ chối thẳng thừng lời giới thiệu của người khác, hoặc dù có gặp gỡ ai đó thì cũng chỉ lấy lệ mà không thực sự quan tâm để ý. Nếu đã có người thầm thương trộm nhớ, thái độ chần chừ có thể sẽ đánh mất đối phương. Hãy dũng cảm và chủ động hơn trong việc nói ra tình cảm của mình. Dù có quý trọng người ấy đến mấy mà chỉ giấu trong lòng thì đối phương sẽ chẳng thể nào biết và cho mình cơ hội. Về mặt sức khỏe, với những rắc rối trong cuộc sống, Tân Dậu khó có thể cảm thấy lạc quan, khỏe mạnh. Quý mệnh sẽ cảm thấy mệt mỏi với các áp lực, thậm chí là than thân trách phận, tâm lý nặng nề. Để tránh rơi vào những tình huống xấu, cần phải nhanh chóng chia sẻ những cảm xúc của mình với người đáng tin cậy, không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng, rồi lại suy nghĩ không thông. Chắc hẳn mọi người luôn sẵn sàng đưa ra một gợi ý, sẽ giang tay giúp quý mệnh vượt qua tình cảnh khó khăn. Ngoài ra, cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc, hãy tìm cách cân bằng cuộc sống và sự nghiệp của mình, tích cực tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao, để cơ thể cảm thấy khỏe mạnh,
tinh thần nhẹ nhõm hơn. Và sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tháng và cẩm nang vượng vận dành riêng cho Tân Dậu, sinh năm 1981, năm 2024. Đầu tiên là tử vi tuổi Tân Dậu tháng 5 âm lịch 2024. Tuổi Tân Dậu âm lịch chỉ ra rằng quý mệnh có cơ hội thể hiện năng lực và mang về chút thành quả, nhưng đừng vì thế mà quá tự hào hay kiêu căng. Nhìn chung không có khó khăn nào có thể cản đường của Tân Dậu, vì quý mệnh là người giỏi giang, có năng lực, luôn hết mình vì công việc, lại rất giỏi trong khả năng thể hiện bản thân và xúc tiến công việc hiệu quả. Đó chính là kỹ năng lãnh đạo cần thiết để tự tin dấn thân vào vai trò mà quý mệnh đang chờ đợi, chắc hẳn sẽ được đánh giá cao về thành tích đạt được, và có thể chính điều này khiến quý mệnh có chút kiêu căng, nên sẽ có một số người tìm cách đối đầu. Thời gian này có thể Tân Dậu sẽ trải qua những ngày bận rộn trong công việc, không có thời gian cho những khía cạnh khác của cuộc sống. Ngũ hoàng bay về phương chính tây, quý mệnh có thể gặp phải họa quan trường, vì vậy không nên mâu thuẫn với người quyền cao chức trọng hoặc nói năng thiếu suy nghĩ, để lộ sơ hở cho kẻ khác lợi dụng. Tử vi tháng chỉ ra rằng quý mệnh có thể kiếm được tiền, nhưng việc mất tiền cũng xảy ra đồng thời, thế nên cần ưu tiên những giải pháp an toàn nhất có thể. Có thể thấy nhiều người không cân đối được việc thu chi, lại có xu hướng mua sắm để thỏa mãn cái tôi nhiều hơn là nhu cầu thật sự cho cuộc sống hiện tại. Khi quý mệnh tin rằng mình giỏi thì lại càng có nhiều cái bẫy to hơn được răng ra. Do đó, nên cẩn thận với những kẻ nịnh bợ, lợi dụng lòng tham hoặc đam mê danh vọng của quý mệnh để lừa đảo. Sự xuất hiện của kiếp tài nhắc nhở quý mệnh nên thận trọng chuyện liên quan đến tiền. Đi đâu cũng cần phải kiểm tra cẩn thận trước khi rời nhà, đóng cửa then cài kèo bị mất trộm. Vận trình tình cảm của Tân Dậu trong tháng này có nhiều thăng trầm. Nhìn chung may hay rủi hoàn toàn nằm trong góc nhìn của bản thân mà thôi. Nguyệt lệnh đế vượng cho thấy quý mệnh có xu hướng đặt công việc lên trên tình cảm, nhưng đó cũng có thể là cơ duyên để người độc thân gặp được người phù hợp ở chỗ làm của mình. Tuy nhiên, ảnh hưởng của Bách Việt nên việc đối mặt với đào hoa xấu có thể xảy ra. Có ai đó sẽ làm quý mệnh tưởng chừng muốn ngộp thở, vì sự đeo bám của họ, gia đình và người bạn thân sẽ liên tục đưa ra lời khuyên, yêu cầu hãy lắng nghe và làm theo họ. Tuy nhiên, Tân Dậu có lúc cảm thấy phiền toái vì sự nhiệt tình thái quá này. Tình hình sức khỏe của Tân Dậu trong tháng có dấu hiệu đi xuống, vì quý mệnh không đủ quan tâm với những thay đổi trong cơ thể. Người càng bận rộn thì càng lơ là việc ăn uống đúng giờ, từ đó mới phát sinh ra nhiều bệnh khác nhau. Bệnh thường thế nhất ở Tân Dậu trong tháng này liên quan tới dạ dày. Thời điểm dương khí ngày càng suy yếu, âm khí ngày càng tăng trưởng, dễ tổn thương phổi. Vì thế phải hết sức thận trọng về các vấn đề liên quan tới bộ phận này. Cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Sửu, tuổi Thìn, tiểu nhân là tuổi Tỵ, tuổi Mão. Màu sắc may mắn là màu xanh lá, màu đỏ. Con số phát lộc là số 56 và số 54. Tiếp theo là tử vi tuổi Tân Dậu, tháng 6 âm lịch 2024. Tuổi Tân Dậu âm lịch chỉ ra rằng sẽ khá vất vả để kiếm được số tiền hiện tại. Sau đó đừng vì những phút bốc đồng mà chi tiêu quá phung phí nhé. Tháng mới hứa hẹn sẽ gặp gỡ được với người có sức ảnh hưởng trong các mối quan hệ, có thể tình nguyện giúp đỡ họ trong các dự án lớn, đánh đổi một chút thời gian và công sức để có được những kinh nghiệm vô giá. Với những ai khởi nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn, có những lúc sẽ cảm thấy mất niềm tin về bản thân, ý chí bị lung lay khi không đạt được mục tiêu đã đề ra. Thế nhưng đừng vì thế mà bỏ cuộc bạn nhé. Cần phải mất thời gian đầu để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Việc thành công quá sớm là điều không thể xảy ra lúc này. Nên nhớ rằng, không phải cái gì cũng đi theo kế hoạch. Quan trọng là phải biết thích nghi với hoàn cảnh một cách nhanh chóng, để có thể tìm ra cách xử lý vấn đề. Sau đó không quên rút ra kinh nghiệm cho bản thân nữa nhé. Ngoài ra, đừng vì một lỗi sai nhỏ của đồng nghiệp mà nhắc đi nhắc lại, vì ngay chính mình cũng từng mắc không ít lỗi tương tự, phải được người khác bỏ qua đấy thôi. Lúc này bạn hãy sống bao dung với mọi người, để có môi trường làm việc lành mạnh. Tử vi tháng cho thấy quý mệnh kiếm được tiền, nhưng đó là thành quả do sự vất vả mà có được. Sau đó nhất định phải trân trọng từng đồng do mình làm ra nhé. Quý mệnh rất dễ bị xúi dục tham gia những dự án đầu tư ma, vì chúng vẽ ra những kế hoạch trông rất có lý với lợi nhuận cao, để bẫy người thiếu hiểu biết. Nếu tò mò thì có thể tìm hiểu, nhưng khi xuống tiền thì cần tỉnh táo. Lời khuyên: cần phải tìm cách để điều chỉnh kế hoạch chi tiêu và tiết kiệm đầu tư, vì có vẻ quý mệnh đã vung tay quá chán trong thời gian qua cho những nhu cầu không thực sự cần thiết.
hãy tìm kiếm niềm vui trong việc tích lũy tiền và gia tăng tài sản. Đó là cách để tránh lãng phí thời gian vào những việc vô bổ. Khi quá bận rộn kiếm tiền, các thói quen xấu sẽ ít có cơ hội len lỏi vào cuộc sống của mình hơn. Tử vi tháng cho thấy, cuộc sống lứa đôi có vẻ ổn định, vững chắc nhưng cứng nhắc. Hai người không thực sự hài lòng về nhau, nhưng lại âm thầm chống đối, xây dựng lên bức tường vô hình ngăn cách. Có những thời điểm, một nửa của quý mệnh không tìm được tiếng nói chung về các thành viên trong gia đình, thì hãy ở bên để họ tâm sự. Tuy nhiên, tránh việc đổ thêm dầu vào lửa khi mà chưa biết sự thật của câu chuyện là gì. Thời gian này, những cặp đôi đã tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống, hạn chế những đối đầu vì những chuyện không đâu. Thậm chí có những cặp đôi đón tin vui bầu bí trong thời gian này. Nhị hắc nhập cung Đông Nam ảnh hưởng khá nhiều tới khía cạnh sức khỏe của quý mệnh. Lúc này có thể sẽ mắc bệnh liên quan đến đường hô hấp. Thời tiết mùa này khá khó chịu, hãy nên thường xuyên đeo khẩu trang khi ra đường để bảo vệ mình khỏi khói bụi độc hại. Ngoài ra, nên thường xuyên sử dụng dưỡng da để bổ sung dưỡng chất cho làn da bị khô, vì không khí thời điểm này khá hanh khô. Ngoài ra, cũng có thể tận dụng khoảng thời gian này để chăm sóc bản thân thông qua những buổi tập yoga, đạp xe hoặc đơn giản tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi này. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Sửu, tuổi Mùi, tiểu nhân là tuổi Dậu, tuổi Thìn. Màu sắc may mắn là màu tím, màu hồng. Con số phát lộc là số 86 và số 69. Cuối cùng là tử vi tuổi Tân Dậu, nam nữ mạng, tháng 7 âm lịch 2024. Tuổi Tân Dậu âm lịch cho thấy có nhiều điều ngăn trở khiến quý mệnh khó thực hiện được mục tiêu của mình, nhưng chỉ cần bình tĩnh, từ tốn thì mọi việc sẽ lại tốt lành sớm thôi. Tháng này, thương quan xuất hiện là lời nhắc nhở để Tân Dậu phải khôn ngoan hơn trong cách nhìn người. Nếu không muốn phạm sai lầm, có người tỏ ra đáng tin cậy, nhưng trong một hoàn cảnh nào đó, họ mới lộ diện, sẽ rất bất ngờ vì điều này đấy. Là người thẳng thắn và chân thành, luôn mong muốn mọi thứ phải rõ ràng, minh bạch. Khi phát hiện ra điều gì đó bất thường trong công việc, hãy chủ động trình bày với cấp trên để giải quyết triệt để vấn đề nhé. Nếu không thể thay đổi hoặc cải thiện tình hình thì nên tạm quên mọi chuyện và tập trung làm tốt công việc của mình. Quý mệnh là kiểu người cần tâm sự với người khác khi không hài lòng về công việc. Thế nhưng nếu mở lòng với người không đáng tin cậy thì toàn bộ suy nghĩ, cảm xúc của bản thân sẽ bị lệch lạc. Do đó, hãy lựa chọn người nghe. Không phải ai mà cũng có thể nói hết suy nghĩ của mình ra như thế. Đồng thời, quý mệnh cũng là người rất chu đáo và hào phóng, luôn hiểu rõ những suy nghĩ của bản thân, nên có vấn đề gì thì cũng đủ kiểm soát tình hình ngay sau đó. Thời gian này rất tốt cho việc tập trung phát triển trí tuệ bằng việc thu thập thêm những kiến thức hay ho cho mình. Chẳng thể ép bản thân tìm hiểu điều mà mình không thích. Do đó, chỉ có những gì khiến quý mệnh tò mò hứng thú thì hãy tìm hiểu nhé. Khi hiểu ra rằng phát triển bản thân là việc còn quan trọng hơn cả việc tập trung kiếm tiền thì sẽ có ngày gặt hái được thành công, cho dù mục tiêu không phải là tiền bạc hay công danh như bao người ngoài kia. Xét về đường tài lộc của Tân Dậu trong tháng 7 âm lịch này cho thấy, vì luôn muốn an toàn nên quý mệnh khó gia tăng tài sản của mình. Có thể hiểu biết nhiều nhưng thiếu hành động, nên đã để những điều mình biết bị kìm hãm năng lực kiếm tiền của mình. Quý mệnh là người thông minh nhưng hay do dự, thiếu quyết đoán, nên dù cơ hội luôn có đó nhưng lại không nắm bắt được, để mọi thứ qua đi một cách nhanh chóng. Vì thế đừng oán trách rằng tại sao người ta nhanh giàu còn mình thì không. Thời gian này cũng không tốt cho những ai ham mê tiền bạc, đuổi theo danh lợi với mục đích thỏa mãn sự tham lam của mình. Sẽ có nguy cơ bạn bị mất trắng, không còn cả danh lẫn tiền đâu đấy. Lời khuyên là Tân Dậu nên làm ăn chân chính. Tuy mọi thứ phát triển chậm nhưng sẽ tốt hơn là việc tiền nhanh đến và nhanh đi, cuối cùng sẽ chẳng thể tích lũy được gì. Phương diện tình cảm của Tân Dậu trong tháng 7 nhìn chung suôn sẻ, hanh thông. Khi quý mệnh trở nên hài hòa, vui vẻ với mọi người cũng là lúc nhận được yêu thương nhiều nhất. Không thích ở một mình vì quý mệnh thích việc chia sẻ cuộc sống với người mình yêu thương. Thái âm các tinh tốt cho nữ mệnh sẽ phù trợ cho nhân duyên thêm phần tốt đẹp đó, được người đàn ông của mình yêu chiều, chăm sóc tận tình. Nhiều cặp đôi nhân cơ hội này để lên kế hoạch kết hôn hoặc có con. Người độc thân có thể bất chợt rơi vào lưới tình, dẫu cho đang tập trung vào sự nghiệp, việc mà chưa từng lên kế hoạch lại xảy ra một cách tự nhiên, cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người làm trái tim mình rung động. Nửa kia của quý mệnh cũng là một người đáng tin cậy, họ cũng phải biết cách quản lý cảm xúc của mình và luôn cố gắng thể hiện sự trưởng thành trong mối quan hệ, luôn là chỗ dựa vững chắc của mọi người. Vì thế, khi ai đó cần xin lời khuyên,
hay đơn giản là muốn được lắng nghe thì nên sẵn lòng ở bên họ. Về sức khỏe của Tân Dậu không có gì phải quá lo ngại cả, thời tiết không phải là tác nhân gây ảnh hưởng quá nhiều. Thất Xích bay về Trung Cung dự báo tháng này dễ bị thương tích vì kim loại, do đó khi làm việc với dao kéo hoặc có các dụng cụ tương tự thì nhất định phải cẩn trọng kẻo xước tay, xước chân đấy nhé. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho quý mệnh cải thiện tình hình sức khỏe hiện tại là cơ hội cho những ai đang ốm đau sẽ hồi sức nhanh hoặc tìm được bác sĩ phù hợp để chữa bệnh cho mình. Thời gian này có thể thấy Tân Dậu quan tâm chăm sóc sức khỏe của mình hơn bao giờ hết để thực hiện kế hoạch giảm cân hay tăng cân. Quý mệnh rất nghiêm túc tuân thủ chế độ dinh dưỡng đã được đề xuất, không những vậy, còn tới phòng gym hoặc tìm cách vận động ở nhà vào những giờ nhất định. Có thể nói, tính kỷ luật mà Tân Dậu đang xây dựng hứa hẹn sẽ sớm cho kết quả xứng đáng trong thời gian tới. Vì thế quý mệnh nhất định không được nản chí nếu thời gian đầu cảm thấy việc này có chút khó khăn trở ngại nhé. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Mão, tuổi Tuất, tiểu nhân là tuổi Dậu, tuổi Thìn, màu sắc may mắn là màu hồng, màu đỏ, con số phát lộc là 79 và số 82. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, vượt qua ba cạm bẫy này của nhân sinh, bạn sẽ tránh được một cuộc đời tầm thường. Nhân sinh trên đời, rất nhiều chuyện sẽ không thuận buồm xuôi gió, đều sẽ gặp phải một chút khó khăn trở ngại. Nhưng mà cổ nhân cũng có câu, thấy đủ thường đủ cả đời không nhục, biết dừng thường dừng cả đời không thẹn. Ba cạm bẫy mà người thường mắc phải, có lẽ là lời nói, tức giận và dục vọng. Nếu có thể nắm vững được ba điểm này, thì cuộc đời cũng sẽ không tầm thường, kiếp nhân sinh, vậy là cũng không uổng phí. Nói ít nhìn nhiều, tùy mặt gửi lời, trong Tăng Quảng Hiền Văn có ghi lại, thị phi chỉ vì mở miệng nhiều, gây chuyện thị phi, phần lớn là bởi vì nói nhiều không chịu ngồi yên. Cổ nhân đã từng nói, nước đổ khó hốt, lời nói ra cũng giống như bát nước đã đổ đi, không cách nào có thể thu lại được nữa. Muốn nói gì trước tiên phải suy nghĩ cho kỹ, Lão Tử nói, chớ nói nhiều sai nhiều. Trong Kinh Dịch cũng có nói, người hiền từ nói ít, người nóng nảy nói nhiều. Lời nói dường như buông ra thật dễ dàng, nhưng nếu không tế nhị, suy nghĩ kỹ một chút, không để ý tới sắc mặt của người khác khi nói chuyện, có khi kết cục lại tự rước họa vào thân. Nói tùy tiện, không kiêng nệ gì ai, cũng không cần biết người khác như thế nào, đây là sai lầm lớn nhất của kiếp nhân sinh. Tránh tức giận, học cách nhẫn nại. Trong Tăng Quảng Hiền Văn có ghi lại, nhẫn được cơn giận một lúc, tránh được mối lo trăm ngày. Chữ nhẫn, ở trên là lưỡi dao, dưới là trái tim, dù cho có đau đớn như dao cứa vào tim, thì người làm việc đại sự cũng không thể tức giận. Gia Cát Lượng trong lần bắc phạt cuối cùng từng giằng co với Tư Mã Ý cả trăm ngày. Trong lúc Gia Cát Lượng nhiều lần khiêu chiến, Tư Mã Ý cố thủ không chịu ra ứng chiến. Gia Cát Lượng không còn cách nào, mới phái người đưa sang cho Tư Mã Ý một bộ quần áo của đàn bà. Nhưng Tư Mã Ý vẫn có thể nhẫn nhịn được mà không thèm để ý đến. Người bình thường gặp phải tình huống này thì sẽ không thể chịu được mà nổi xung lên. Mấy ngày sau thì Gia Cát Lượng mắc bệnh mà chết trên Gò Ngũ Trượng. Quân Ngụy không chiến mà thắng. Sau trận chiến này, Tư Mã Ý đạt được danh vọng chưa từng có, dần dần nắm giữ quyền hành của Ngụy Quốc, đặt nền móng cho triều đại nhà Tấn. Thử nghĩ nếu Tư Mã Ý không nhẫn nại được, rơi vào cái bẫy khiêu chiến của Gia Cát Lượng, vậy thì kết cục của ông chắc chắn sẽ không thể tốt được như thế. Tuân Tử từng nói, nộ bất quá đoạt, hỉ bất quá dư. Ý tức là, lúc tức giận cũng phải có chừng mực, khi vui vẻ cũng không được quá phận, dù là lúc nào cũng phải nhớ rằng, không thể chỉ vì một sự tình mà khiến cho cảm xúc bị chi phối, phải nhẫn nhịn được cái tâm tình của bản thân. Đây chính là tu dưỡng, cũng là một loại đạo xử thế. Dễ nóng giận thì sẽ không thể nhẫn nại được, lòng dạ hẹp hòi. Đây là sai lầm thứ hai của kiếp nhân sinh. Tham lam vô độ, bị dục vọng khống chế. Trong Tăng Quảng Hiền Văn có ghi, thấy đủ thường đủ, cả đời không nhục, biết dừng thường dừng, cả đời không thẹn. Người biết đủ sẽ rất vui vẻ hạnh phúc, bởi vì bọn họ sẽ không bị dục vọng làm vấy bẩn, cũng sẽ không bị dục vọng sai khiến. Khi làm việc gì không thể vì chút dục vọng mà làm cho đến tuyệt tình, làm gì cũng phải lưu lại một chút khoảng trống, như vậy mới không tạo thành sai lầm, để rồi phải hối hận mãi về sau. Dục vọng là từ đâu, sự nhục nhã từ đâu mà có, cũng chỉ là hai chữ biết đủ. Lão Tử từng nói, biết đủ thì không nhục, biết dừng lại thì không nguy, thế mới có thể lâu dài. Những lời này chính là nói người ta sống thì phải biết đủ, người không biết đủ thì sẽ trở nên tham lam, cứ cố gắng lao đầu về phía trước, như vậy thì cách tai họa cũng không còn xa nữa. Có câu rằng,
thân hậu hữu dư vong xúc thủ, nhãn tiền vô lộ từ hồi đầu, tạm dịch, sau lưng có đường lui nhưng không chịu buông tay, trước mắt muốn quay trở về cũng không còn lối. Câu nói ấy thật sâu sắc, là một lời ám chỉ của người xưa, chẳng phải nhắc nhở chúng ta phải cảnh giác đó sao? Khi bị dục vọng điều khiển, biết rõ phía trước là vực sâu thẳm, nhưng vẫn cứ nhắm mắt làm liều, không chịu dừng lại, hãm sâu vào nơi tăm tối, đến lúc bị dục vọng khống chế, thì hối hận cũng đã muộn. Trong Đạo Đức Kinh cũng có nói, yêu nhiều ắt sẽ tổn nhiều, chất chứa nhiều ắt sẽ mất nhiều, nếu không kịp thời khắc chế dục vọng, thì đâu chỉ có mất và tổn đơn giản như vậy. Tham lam vô độ, không biết tiết chế, bị dục vọng điều khiển, đây chính là cái bẫy thứ ba của kiếp nhân sinh, đời người phiền não, không kể hết được, chỉ cần nhẫn được thì ngày mai trời lại sáng, thân nơi bóng tối gặp phải nghịch cảnh, cũng không được ủ rũ, tĩnh tâm lại tìm ra nguyên nhân phía trước sẽ là bầu trời xanh. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5, 6-7 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024. Cho người tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.